Rồi, ok, hello, xin chào mọi người, quay trở lại kênh của em nha. Thì hôm nay em lên được một clip giới thiệu một số mẫu điện thoại mới về bên em. Đảm bảo mọi người hôm nay có một số cây giá siêu tốt luôn ha. Thì mọi người đang xem video, nếu như mọi người có nhu cầu mua hàng thì mọi người vui lòng gọi trực tiếp số điện thoại mình giúp bên em ha, 076 734 7340. Bên em chỉ có một số điện thoại duy nhất này thôi. Nếu anh chị ngại gọi điện thì mình có thể nhắn tin qua ứng dụng Zalo ha. Bên em có hai hình thức liên hệ ha mọi người. Thì mọi người đang xem video đây. Đó, đây là kênh YouTube của em. Anh chị muốn biết thêm thông tin gì á, mọi người cứ bấm vô phần này nè, này cái phần xem thêm nữa không, rồi đây nó có phần mô tả video, thì tất cả các thông tin bên em đều để công khai trong đây hết rồi mọi người, địa chỉ cửa hàng, thời gian làm việc, hình thức mua hàng, chính sách mua hàng, chính sách đặt cọc và hình thức bảo hành đầy đủ trong đây ha mọi người. Thì mọi người cứ tham khảo trực tiếp trong đây cho nó dễ, tại nói ra thì nó hơi dài hả. Thì bên em bán hàng, shop em ở thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người có thể tới trực tiếp cửa hàng mình xe máy ha. Hoặc nếu mọi người ở xa, bên em sẽ có hình thức ship COD tính cho mọi người, giao hàng tới, kiểm tra hàng, thanh toán tiền ha. Hình thức giao hàng thì mọi người vui lòng đặt cọc trước với em từ 100 tới 200 ngàn. Tiền cọc bên em sẽ trừ trực tiếp vô tiền máy cho mọi người. Và giá máy báo ra đã bao gồm phụ kiện gì thì sẽ báo rõ chi tiết từng cây ha. Rồi, hôm nay có mấy cây thanh lý đầu tiên. Samsung A30, Samsung A30. Mà con này nó hơi lạ nhưng gì? A30, ngoại hình cả 95%. Giá 750k, A30 750k nha mọi người. Đây, báo rõ. Con này là máy xách tay. Máy xách tay một sim nha. Đây. Máy xách tay một sim. Con này không phải thị trường Hàn Quốc đâu, con này thị trường lạ lắm, không phải của Hàn. Con này em nghĩ là thị trường ở Trung Đông hay sao á. RAM 3GB, 32GB, A30. Giá 750 ngàn, máy trần không kèm phụ kiện nha mọi người. Có sao có vậy thôi. RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, A30, full chức năng hết. Đó. Cấu hình RAM 3GB, 32GB, màn hình 6,4 inch. Màn hình còn đẹp nha. Màn hình đẹp, không ám mối nha. Tại sao con này là màn hình, cũng là màn hình thay rồi nha mọi người. Cũng như cái em bữa thôi, màn hình thay rồi. Pin bọng còn ok hết ha. Đó. RAM 3GB, 32GB, pin 4 ngàn. Camera sau 16 chấm, camera trước của nó cũng 16 chấm, A30. Nó cũng là chính hãng Samsung nha, không phải hàng giả hàng nhái nha. Nhưng mà con này là bán tại thị trường khác, không bán tại Việt Nam. Đó, có sao báo vậy cho dễ. A30. Thị trường nếu con này thị trường Hàn thì nó một sim đúng rồi, mà con này không phải mã thị trường Hàn mọi người. Thị trường nào lạ lắm, nhưng mà mới vẫn xài full chức năng. Y nè, mã Y này em nghĩ mã thị trường Trung Đông hay sao, 7,5 A30. Chính hãng Samsung. Đó. Ngoại hình cả 95%. Tiếp theo. Vivo Y12, máy chính hãng. Vỏ zin, men zin, màn zin, 888k, máy trần, dán cường lực sẵn nha. Mấy con này thanh lý máy trần đó. Ngoại hình cũng cả 95%. Được cái con này là máy hãng nha, máy chính hãng Việt Nam. RAM 3GB, 64GB. Đó, la liếc ok ha. Màn hình sáng đẹp nha. Đây. Màn hình đẹp không ám mố vậy nha. Đây là Y12, đúng máy chính hãng nè, RAM 3GB, 64GB. Màn hình 6,35 inch, camera sau 13 chấm, pin 5000, camera trước 8 chấm, vân tay khuôn mặt đầy đủ, màn hình còn đẹp. Đó. Ngoại hình cả 95% thôi, nhưng mà xài full chức năng. Nói chung máy cũ, chính hãng thì thường máy cũ cũ nha mọi người. Máy xách tay mới máy Y12 triệu mốt, hình như 1 triệu mốt, triệu mốt 50 vậy đó. Là máy nó ngoại hình nó mới đẹp, còn cái này ngoại hình phẩy nha. Đó, nói chung là full chức năng hết, xài bình thường. Nhưng mà bị cái ngoại hình nó hơi phẩy. 888k. Máy trần không kèm phụ kiện, con nào có phụ kiện thì sẽ báo ha. Rồi tiếp theo, Oppo A16, máy cũng cả 95%, ngoại hình 95%. Tại đợt này máy cũ, máy mua của thanh lý Thế Di Động luôn, mà kiểu như cây này là nó thu lại của người dùng đó mọi người, thu cũ đổi mới 95% thôi. Nhưng được cái A16 này nha, cái con A16 này nếu mọi người mua máy đẹp á, đẹp đẹp mà đúng là máy chính hãng nè, chính hãng của nó một cấu hình nè, ở đâu con này hai cấu hình, RAM 332 với RAM 464. Nếu mọi người mua con này mà nếu mà máy đẹp á, là nhiều khi cửa hàng người ta bán cả triệu 7 triệu 8 luôn á. Đây là Oppo A16, RAM 3GB, 32GB. Đó. Full chức năng hết. Là liếc ok, test là test lũng là ok hết cho mọi người ha. Hai sim, máy chính hãng Việt Nam, ngoại hình cả 95% thôi nên giá nó mềm. À,
Cây này cũng bán giá là 1.088.000 mấy chừng. Đó. Con này là bắt đầu nó có cổng sạc Type-C rồi nha. A15 là cổng sạc micro nhưng mà A16 là cổng sạc Type-C nha. Full chức năng hết, hai SIM máy chính hãng. 1.088.000. Đó. 1.088.000 A16 nha. Rồi tiếp theo có cây V-Smart full box phụ kiện zin. Anh chị nào cần phụ kiện zin V-Smart thì cũng có thể tham khảo con này nha. Tại vì đa phần những cái dòng V-Smart á, nó chỉ có đúng một bộ sạc zin này thôi, 18W. Đây là sạc zin chưa xài. Sạc zin này là sạc chưa xài luôn nha. Đây. Còn siêu đầy đủ. Và con này nó có tai nghe luôn nha mọi người. Đây. Mà ủa cái tai nghe đâu rồi? Tai nghe bị hắt rồi. Con này nó có cái tai nghe ở đây nhưng mà nó bị hắt rồi nha. Nó chỉ còn cáp với sạc thôi nha. Đây đúng là sạc zin của V-Smart nha, 18W. Thì đây là V-Smart Joy 3. Nó đây. V-Smart Joy 3 nha. Đây. Và clip ok hết ha. Thì con này là bản cấu hình bình thường thôi nhưng mà được cái là máy full box nha. V-Smart Joy 3 RAM 2GB, bộ nhớ 32GB. Con này thì đẹp lung linh rồi. Tại sao con này kiểu như hàng tồn quá vậy? Con này hàng hơi bị hiếm. Đây, 98-99% luôn. Không chày không cứng luôn, màu tím đa sắc ha, full box RAM 2GB 32GB pin 5000. Đặc biệt con này chạy con chip Snapdragon 662 vẫn xài ok nha mọi người. Đó, bị cái là con này đời cũ thôi. Đây, RAM 2GB 32GB Snapdragon 632 màn hình 6.5 inch pin 5000 nha. Camera sau 13 chấm, camera trước 8 chấm, hai SIM thẻ nhớ đầy đủ. Đặc biệt dòng V-Smart hiếm nó có dòng nào mà nó có hai SIM thẻ nhớ riêng lắm. Mấy dòng mà cao cao á là nó chỉ có SIM thôi, nó không có thẻ nhớ. Những con tầm trung giá rẻ nó mới có xài được thẻ nhớ nha. Đó. V-Smart Joy 3 đẹp lung linh, main zin, màn zin, vỏ zin, phụ kiện zin theo máy luôn ha. Đây, camera trước nè, camera sau đầy đủ, máy full chức năng hết. Giá bán là 990k full box nha, 990k là full box nha. Cây nào full box thì nó phụ kiện box, còn cây nào mà không báo là phụ kiện tặng rời nha quý vị. Đây full box phụ kiện zin 999k. Lúc mới ra là hình như nó là hai củ 790 á, giờ còn có 900 mấy. Mà thật ra con này có ai xài đâu. Nó như cái máy new vậy, tại vì con này là người ta xé hộp ra rồi thôi. Rồi ok ha, tiếp theo. Cây này đi. Oppo Reno 6Z 5G giá 1.222k, vỏ xấu quá, ngoại hình 90% nha. Vỏ xấu quá cả mọi người. Cái lưng này không có nhiêu tiền, cái lưng này cỡ 55 ngàn. Còn cái này mua sao bán vậy luôn, em mua 1 triệu 2. Em bán cho quý vị 1 triệu 222 ngàn. Mới dán cho miếng còn lật này giá 8 ngàn. Là tính ra bán cái này lời 14 ngàn. Đây, 1 triệu 222 ngàn. Oppo Reno 6Z 5G nha. Con này đặc biệt con chip siêu mạnh. Nói chung anh chị nào chơi game mua con này ok. Nhưng mà bị cái con này là màn hình linh kiện thay rồi. Hả? Màn hình này là màn hình linh kiện thay rồi nha. Nhưng mà thay màn đẹp nha mọi người, không ám ố gì hết ha. Đây là Reno 6Z 5G. RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, chạy con chip Dimensity 800U 5G. Màn hình 6.43 inch. Camera 64 chấm, camera trước 32 chấm, pin 4.300. Full chức năng hết, màn hình thay rồi, vỏ xấu, 1.222k. Máy trần tặng kèm dán cần lực. Máy trần nha mọi người, con này là máy trần nha. Tại con này hành lý chơi vui câu view thôi. Đảm bảo cái clip này hôm nay đăng lên là ít nhất phải 50 người gọi con này. 1 triệu 222k thôi. Là mười mấy ngàn thôi. Đăng câu view rồi. Đó. Con này vẫn là chính hãng nha. Con này vẫn là máy chính hãng nha mọi người. Đây, vẫn máy chính hãng, vẫn cập nhật phần mềm bình thường nha. Vẫn cập nhật lên Android 13 bình thường. Đó. RAM 8128, Reno 6Z 5G, giá bán 1 triệu 222k. Tình trạng báo rõ màn hình thay linh kiện vỏ xấu 90%. Đó. Một cây duy nhất thôi. Rồi tiếp theo anh chị nào cần máy full đẹp thì ok. Qua. Tiếp mấy con này ha. Đây là Redmi Note 8, Xiaomi Redmi Note 8 ngoại hình cả 97%. Khung viền hơi phẩy phẩy. Đó. Tại sao những con này nè? Cái lưng cái khung viền của nó là nhựa, khung viền là khung nhựa nha quý vị. Xài thời gian á nếu mà mình gắn ốp lưng á thì nó hơi phẩy phẩy xíu, nó sao có sao bảo vệ cho dễ ha. Đây là Redmi Note 8. Nhưng mà được cái đây là bản cấu hình cao nha. Và đây là máy chính hãng. Redmi Note 8 có sách tay nha mọi người. Sách tay thì cái giao diện nó sẽ là vậy. Cái phần mềm nghe gọi của nó sẽ là vậy. Này, ví dụ như này. Phần mềm nghe gọi của nó là sỏi màu xanh, xanh lá ha. Còn nếu mà chính hãng đúng là phần mềm nghe gọi của nó là phần mềm của Google. Đó, nó chỉ khác nhau như vậy đấy ha. Phần mềm đã cập nhật lên hết rồi.
Redmi Note 8 RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, Snapdragon 665, pin 4000, camera 48 chấm, camera trước 16 chấm, màn hình 6,3 inch, tặng kèm ốp lưng sạc dán màn hình, giá bán 1.190.000, Redmi Note 8 nha mọi người. Đây, hai sim thẻ nhớ đầy đủ. Đó. Giá bán 1.190.000, tặng kèm đầy đủ phụ kiện ha. Rồi tiếp theo, Vivo Y20, ngoại hình cả 96-97%, con này máy chính hãng. Đây, khung quyền còn ok lắm nha. Đó, lưng thì cả 96-97%, được cái máy zin chăm chăm, men zin, màn zin, vỏ zin. Và đây cũng là bản cấu hình cơ bản của nó rồi. Tại con này nó có một cấu hình thôi. RAM 4GB, 64GB, Snapdragon 460, màn hình 6,51 inch Full HD, vân tay bên hông, nhận diện khuôn mặt đầy đủ, pin 5000, 3 camera sau 13 chấm, camera trước của nó 8 chấm, pin 5000, đầy đủ phụ kiện ốp lưng sạc dán màn hình. Giá bán 1.300.000. nha quý vị. Vivo Y20 máy chính hãng. Con này máy xách tay, hiện tại bây giờ thị trường rất nhiều nha. RAM 6GB, 128GB cũng có, nhưng mà chính hãng thì được cái bảo hành phần mềm trọn đời tại trung tâm bảo hành hãng. Bị cái gì phần mềm mình đem ra nó chạy miễn phí, không tốn tiền ha. Rồi tiếp theo, Xiaomi Redmi A2 Plus. Con này nó khác với A2 điểm nào mọi người? Con này nó có vân tay nha, và đặc biệt con này vẫn còn bảo hành hãng nha. Tại sao? Thường thường Xiaomi nó sẽ bảo hành tới 18 tháng quý vị. Oppo, Vivo, Samsung nó chỉ bảo hành 12 tháng thôi. Xiaomi bảo hành 18 tháng nha. Đó, mét zin chăm chăm, ngoại hình cả 97%. Đó, nó hơi phải phẩy cái lưng xíu, tại lưng này lưng nhựa. Ta xài thời gian nó sẽ bám bụi. Đó. Có. Đây là Redmi A2 Plus, RAM 3GB, 64GB, màn hình của nó 6,5 inch. Con này chạy thuần Google nha mọi người. Con này chạy phần mềm thuần Google, nó không có chạy MIUI của Xiaomi. Nên tính ra nếu mà những con máy của Xiaomi mà cái cấu hình ngang ngang con này á, cấu hình giống này thì nó xài, chạy không mượt bằng con này. Tại con này xài Google, nó ok hơn xíu, nó mượt hơn xíu ha. Pin 5000, camera sau 8 chấm, camera trước 5 chấm, máy zin 100%, đầy đủ sạc dán cường lực cho mọi người ha. Giá bán 1.350.000. Đó, 1.350.000, chính hãng còn bảo hành nha. Rồi tiếp theo, Vivo Z50. Đó, cái này tại sao em quay mỗi lần em quay có một cây à? Tại những cái máy này nè, em bán rất rất nhiều nha mọi người. Tại vì sao? Em nhập về số lượng á, em ví dụ mà em để lần 5-10 cây để trên đây nè. Những cái máy khác không có chân lượt nên mỗi lần em quay một cây thôi. Nhưng mà mọi người hỏi lúc nào cũng có hàng ha. Đây là Vivo Z50, có thể bán vài tháng mới hết. Z50, ngoại hình 97-98%. Đây là màu xanh xám. Đó, gọi là màu xám lông chuột đi cho dễ ha. Xanh đen xám vậy đó. Đó, một màu thôi. Đợt này em chỉ về có đúng màu này thôi nha, không có cái màu không có màu xanh trắng với lại màu xanh dương, chỉ có màu này thôi. Thì đây là cấu hình của nó. Vivo Z50, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, chạy con chip Snapdragon 675, pin 5000, camera sau 16.3 cái, vân tay khuôn mặt đầy đủ, camera trước cũng 16 chấm, màn hình sáng đẹp không ám, pin 5000. Đây, màn hình đẹp không ám mối hết ha, full chức năng hết, RAM 8. Đó. Giá bán là 1.400.000, đầy đủ phụ kiện, sạc, ốp lưng, dán màn hình. Đó. Rồi tiếp theo, A53, hôm nay lại về màu xanh đen, ngoại hình 97-98%. Và đây cũng là máy chính hãng nha, chính hãng một cấu hình duy nhất. A53 chính hãng thì nó chỉ có một cấu hình thôi. RAM 4GB, bộ nhớ 128GB, pin 5000, Snapdragon 460, màn hình tần số quét 90Hz, loa kép. Đây, màn hình tần số quét 90Hz, tốc độ làm tơ màn hình 90Hz ha, pin 5000, camera sau 13 chấm, camera trước 16 chấm, loa kép. Loa kép cực kỳ to nha, giá rẻ Oppo mà có loa kép cũng hơi hiếm rồi. Tại Reno 6, Reno 7 nó cũng chỉ có loa đơn thôi, nhưng mà những con tầm trung này nó để trên loa kép.
tráng ngập trước lòng yêu nước mãnh liệt của dân tộc Việt Nam ta. Loa kép nha. A53 chính hãng, giá bán 1.450.000, tặng kèm ốp lưng, dán cần lực sạc. Rồi thêm cây chính hãng nữa, Oppo A54 màu xanh bạc, đẹp xuất sắc, 97-98%, full chức năng. Con này cũng là máy chính hãng nha. Và đặc biệt A54 nó có hai cấu hình nha mọi người. Oppo A54 nó có hai cấu hình, RAM 4GB, 64GB và RAM 6GB, bộ nhớ 64GB nha. Đây, con này là RAM 4GB, bộ nhớ 128 chứ. Nó sẽ có một bản RAM 4/64 nữa nha. Thì đây là A54. Thì cái đời nó ra sao A53 ha. RAM 4/128, màn hình 6.5 inch, pin 5000. Camera sau cũng 13 chấm, camera trước 16 chấm. Cũng xem A53 thôi, nhưng mà con này là A54, để ra lâu hơn xíu. Nó ra sao? Đó. A54 ha. Full chức năng hết. Ngoại hình 97-98% luôn, 98% lỗ lên. Vẫn chính hãng Việt Nam, hỗ trợ phần mềm trọn đời, 2 SIM, thẻ nhớ đầy đủ. A54, giá bán là 1.550.000. Rồi ok ha. Tiếp theo, Vivo V15, đây là V15 máy quốc tế đây. V15 máy quốc tế, ngoại hình 98% hết. Có màu hồng này siêu nam tính luôn. Cái màu này là siêu nam tính luôn. Đây, màu này là bánh chuối xài cũng được, mà bánh bèo xài cũng được ha. Hình nền nó màu hồng siêu đậm đà luôn. Đây, hình nền nó cũng màu hồng luôn ha. Đây, thì đây cấu hình của nó ha. Đây là V15, V15 ngoại hình đẹp nha. V15 ngoại hình đẹp, 98% á. Cấu hình của nó đây, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, màn hình 6.53, màn hình full view, chip B70, pin 4000, camera 12.3 cái, camera trước của nó 32 chấm. Con này không có camera trước nha. Camera trước của nó dạng thò thụt nè, thấy không? Quá dữ luôn hả? Camera sau 12 chấm. 2 SIM, thẻ nhớ đầy đủ. Về. Giá bán 1.450.000, 1.450.000 thôi. Vivo V15, màu này là màu xanh, xanh đen với lại màu hồng. Rồi, tiếp theo, Oppo A9 2020, máy chính hãng nha. A9 2020, máy chính hãng, bản RAM 8GB. Thường hiện tại thị trường bây giờ nó sẽ ra một cái bản A9 2022 á. Mọi người vô cái phần giới thiệu nè, nhiều khi lầm chết mà. Đây, đây là A9 2020 nha. Còn bây giờ nó sẽ ra một cái bản là A9 2022. Đây, nó sẽ là A9 2020 đúng không? Thì hiện tại bây giờ thị trường nó sẽ có một cái bản là A9 2022. Cấu hình của nó RAM có 4GB thôi. Con này là RAM 8GB đúng cấu hình nha mọi người. A9 2020, RAM 8, bộ trong 128, pin 5000, camera sau 48 chấm, camera trước 16 chấm, Snapdragon 665, màn hình 6.5 inch. Loa kép nha, con này có loa kép nha mọi người. Full chức năng hết, máy chính hãng Việt Nam. Hai SIM, hãy nhớ đầy đủ, loa kép. Đây. Loa kép nè, nói chung ngoại hình cả 97% nữa. Giá bán 1.550.000, quá rẻ ha. Máy xách tay giá còn chưa tốt bằng máy chính hãng đó. Tại vì cái này nhập được 2 cây, điều được giá tốt, bán giá tốt luôn. Lời mỏng mỏng thôi cũng được, không cần lời dày, có lời là được. Rồi tiếp theo, Oppo A73 5G, màu xanh đỏ tím vàng, trung thu cho em nhỏ nó mừng ha. Hôm nay về đúng một màu này thôi nha mọi người. Cái này cũng có số lượng nha, tại vì quay một cây thôi, nhưng mà có số lượng, anh chị đặt vài cây cũng có nha. 5 cây, 7 cây cũng có nha, tại vì có số lượng, chắc quay, cái này chắc quay cả nửa tháng mới hết. A73 5G, ngoại hình 98%. Cấu hình duy nhất thôi, một cấu hình duy nhất thôi. RAM 8GB, bộ nhớ 128GB. Màn hình của nó là 6.5 inch Full HD, tần số quét 90Hz. Chạy chip Dimensity 720, có 5G, pin 4040. Camera sau 16 chấm, camera trước 8 chấm. Màn hình sáng đẹp, không ám ố gì hết ha. Những con Oppo này là mặc định xài được 2 SIM hết nha mọi người. Đây. Cách hát
Giá bán là 1.650.000 tặng kèm dán cần lực sạc ốp lưng. Tại những cái này mà mọi người ra ngoài những cái tiệm ốp lưng mà tầm trung á sẽ không kiếm được ốp lưng đâu. Rồi tiếp theo Oppo A95, con này mới mua lại của khách nè, thị trường thấy bán cũng 2.700.000, 2.800.000 á, nhưng mà tại thấy ngoại hình nó cả 96-97% thôi nên mua được giá rẻ, nhưng mà khách không bán luôn. Máy zin nha, men zin, màn zin, vỏ zin nha, cấu hình RAM 8GB. Bộ nhớ trong 128GB, màn hình AMOLED zin, vân tay trong màn hình 6.43 inch, Snapdragon 662, camera 48 pin 5000, có sạc nhanh 33W, camera trước 16 chấm, máy chính hãng, phần mềm đã cập nhật lên 12 rồi, còn cái nó lên 13 hay sao? Hiện tại là đang 13, còn một cái phản phần mềm nữa nè, tại em cập nhật lên gần maximum rồi. Oppo A95 nha. Nói chung những cái này nè, mọi người ra mua cái mặt lưng để mình thay cho nó đẹp á, cỡ 60.000 đổ lại thôi, nhưng mà tại vì cái này mua của khách, mua sao bán vậy luôn cho dễ ha. Hai sim thẻ nhớ đầy đủ, máy chính hãng nha, A95 không có sách tay nha mọi người. A95 nó sẽ có một bản là Oppo A95 5G á, thì nó mới là bản sách tay, còn chính hãng là A95 thôi. Nhưng có lẽ cũng không hẳn là mơ, người ta bảo. Đừng bao giờ. Giá bán 1.950.000, tặng kèm ốp lưng, dán cường lực sạc. Poco X3GT, cấu hình rất cao nha, Dimensity 1100, lưng đẹp viền cỡ 97%. Đây, lưng còn đẹp lắm nha. X3GT, viền camera nó hơi phải phải xíu. RAM 8GB, bộ nhớ 256GB, chip Dimensity 1100. Pin 5000, loa kép, camera 64 chấm, camera trước của nó là 16 chấm. Màn hình đẹp nha, không ám mố gì hết nha. Đây, màn đẹp không ám mố. Camera sau 64 chấm, có chống rung quang học, camera trước 16 chấm, loa kép. Giá bán là 1.990.000. 1.990 ha. Oppo K5, phiên bản cấu hình cao nhất nha, ngoại hình 97-98%. Con này là bản cấu hình cao nhất, RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB. K5 thì nó có bản 664, 6128 và 8128, 3 cấu hình. Thì con này là bản cấu hình cao nhất, RAM 8GB, 128GB, chạy chip Snapdragon 730G, game Liên Quân PUBG FPS 60 ok hết ha. Màn hình AMOLED, vân tay trong màn hình 6.4 inch, pin 4000, camera 64 chấm, camera trước 32 chấm. Màn đẹp nha, màn đẹp keng, không ám mố hết ha. Đây là Oppo K5. Thì con này là chính hãng nó không có bán nha. Con này là nó về Việt Nam với dưới dạng sách tay, nhưng mà phần mềm thì vẫn có tiếng Việt đầy đủ, reset thoải mái, dịch vụ Google Play đầy đủ ha. Đây, Oppo K5. RAM 8GB nha. Giá bán là 1.900.000. Oppo Reno 3, máy 98-97-98%, zin nguyên bản, máy 97-98%, lưng còn đẹp nha, khung viền thì có 97%. Đó, nói chung có sao quay vậy cho dễ ha, màn hình zin đẹp keng luôn ha. Đây là Oppo Reno 3 chính hãng nha, con này cũng có sách tay mọi người. Sách tay thì là màn hình linh kiện đa phần 90% là màn hình linh kiện, chính hãng màn zin 100%, cấu hình RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB, màn hình 6.4 inch AMOLED, vân tay trong màn hình. Đây là màn hình giọt nước nha, chip B90, pin 4025, camera sau 48 chấm, camera trước 44 chấm. Giá bán là 1.990.000. Đây là Reno 3. Đây, chính hãng Việt Nam Reno 3. Cấu hình cao nhất của nó là Android 12. Chưa có Android 13 nha. Reno 3 thì chưa có Android 13. Giá bán 1.990.000, full chức năng, đầy đủ phụ kiện. Rồi tiếp theo,
Samsung Galaxy A52, máy chính hãng Việt Nam, ngoại hình cả 97%, 98%. Đây là màu trắng ngọc trinh nha. A52 4G nha mọi người. Con này nó sẽ có bản A52 5G. Đó. Màn hình zin AMOLED vân tay trong màn hình A52 thường thôi. Cấu hình RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB, màn hình tần số quét 90Hz, loa kép pin 4500, camera 64 chấm, Snapdragon 720G, màn hình 6.5 inch. Đó, giá mềm. A52 giá 2,7 củ, màu trắng ngọc trinh nha, loa kép đây. Hai sim thẻ nhớ đầy đủ, giá bán 2,7 củ, đầy đủ phụ kiện, ốp lưng sạc, dán màn hình màu trắng ngọc trinh ha. Rồi clip trước còn lại cái này, K30 Ultra nha mọi người. Con này nó có nhiều bản, K30, K30 Pro, K30 Ultra, K30 Pro Zoom, K30 Edition vậy đó nhớ. Nhưng mà này là K30 Ultra, màn zin, ngoại hình 97%. Đây, không cứng móp gì hết ha, nhưng mà nó có phẩy là bình thường, tại những cái máy này là máy cũ và sử dụng nha. Đó, đây là K30 Ultra. Và tại sao em bán mắc hơn cây bữa ha? Cây bữa bán 2,7 triệu là RAM 6GB, cây này là bản RAM 8GB ha. RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB. Để xíu nó chạy ra. Đây là bản RAM 8GB ha. RAM 8, bộ trong 128, màn hình AMOLED full view vân tay trong màn hình, chạy chip Dimensity 1000 LED, màn hình 6,67 inch, tần số quét 120Hz, pin 4500, camera sau 64 chấm, camera trước của nó 20 chấm. Đây là camera full view. Đây, khi đổi qua camera nó mới chòi camera lên ha. Đó. Có sao qua vậy cho dễ ha. Loa kép nha. Giá bán 2,990 triệu, cũng đầy đủ phụ kiện, ốp lưng sạc, dán màn hình ha. Rồi tiếp theo con cây Reno 10 chính hãng nha, full box. Nhưng mà cái này box này là không phải của nó nha mọi người, box này là của con khác, Reno 10 khác, nhưng mà bán tặng kèm cho mọi người phụ kiện đầy đủ ha. Đây là box zin của nó, Reno 10, nhưng mà box này là của một con máy khác, nói chung là mua xin được cái box ha. Và đây là sạc zin theo máy của nó ha, sạc zin 67W theo máy, củ zin, dây zin ha. Thì thường Oppo nếu mà mọi người không xài củ zin, dây zin thì nó sẽ không có nhận sạc nhanh VOC nha, đúng củ zin của nó mới nhận nha. Đây là Reno 10 5G, chính hãng Việt Nam nha, chính hãng, ngoại hình 97-98%, không cứng mớp gì hết ha. Đây là màu xanh, phiên bản RAM 8GB luôn, RAM 8GB, bộ nhớ 256GB nha. Con này nó sẽ có bản 128 thì giá nó mềm hơn xíu. Đây, đây là bản RAM 8 256, màn hình AMOLED đẹp keng, vân tay trong màn hình, cấu hình RAM 8 256. Cái bộ sạc zin này không, nếu mọi người mua bộ 67W của nó là hiện tại bây giờ nếu mà ra thế giới một di động mua là khoảng 550, còn nếu mọi người mua lại thì khoảng từng 300-350. Màn hình AMOLED cong 6,7 inch, màn cong thét nước nè. Đó, màn vân tay trong màn ha, camera sau 64 chấm, pin 5000, camera trước của nó là 32 chấm. Reno 10 chính hãng Việt Nam, pin 5000, full chức năng hết, hai sim thẻ nhớ đầy đủ. Đó, loa kép luôn nha. Một bộ ráp hình siêu bự nhưng mà không cử lại được, tại vì cái em Kurumi này quá là thu hút. Đầu tiên là mình thấy giá bán là 5 củ 200k, là tính luôn sạc rồi nha, tính luôn sạc rồi, 5 củ 200k, sạc với hộp luôn nha mọi người. Tặng kèm sạc, tặng kèm hộp nha. Tại cái hộp này em xin thêm, cái hộp này đúng là hộp zin của nó, nhưng mà không có trùng cái email của máy này thôi. Nhưng mà đúng là sạc, là hộp này là hộp zin của nó, hộp zin của Apple này nó 10 ha. Nói chung quay sao phụ kiện những gì là báo rõ chi tiết hết ha. 5,200k là đầy đủ phụ kiện, ốp lưng sạc, sạc zin, ốp lưng sạc zin full box luôn ha. Rồi ok ha. Rồi với lại còn con này nữa nè, con này em nên lắp sim xài. Đây là Redmi Note 11, máy nguyên zin, main zin, màn zin, vỏ zin, khoảng cấu hình cũng cao nha, cấu hình RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB. Thì Redmi Note 11 cấu hình cao nhất của nó là vậy rồi ha. Đây Redmi Note 11, máy nguyên zin, ngoại hình 97%, tặng kèm ốp lưng, dán cần lực, sạc đầy đủ. Đây là Redmi Note 11, RAM 6128, Snapdragon 680, màn hình 90Hz, pin 5000, camera sau 50 chấm, loa kép, camera trước 13 chấm, màn hình zin đẹp keng, không ám mố ha, full chức năng. Con này em dán cần lực sẵn rồi, em đang lắp sim của em nó vô xài bình thường, full chức năng hết. Đó.
loa kép luôn, đầy đủ. Đầy đủ đồ chơi cho mọi người. À đây, cái này cái bóp cầm tay đó. Hôm nay á mấy ông bà cũng theo chân tôi đi. Giá bán là 2 củ mốt nha mọi người. 2 củ mốt đầy đủ phụ kiện cho mọi người ha. Rồi ok ha mọi người. Hôm nay một clip nó cũng hơi dài. Thì anh chị xem video, nếu mà tới khúc nào mình nâng máy nồi á thì mình vui lòng bấm số điện thoại gọi trực tiếp cho em, hoặc là nhắn Zalo ha. Zalo em trả lời chậm hơn xíu mọi người thông cảm nha, tại em nhiều khi em bận á, không muốn mở Zalo em chết liền á. Mọi người cần gấp thì mọi người gọi trực tiếp nha. Cảm ơn mọi người xem video của em, hẹn mọi người video sau.